Sau nhiều thông tin trên truyền thông, Barcelona và Inter đã đồng loạt xác nhận thương vụ Arturo Vidal. Trên trang chủ câu lạc bộ, Deutsche Welle cho biết Barcelona và Inter đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng cầu thủ Arturo Vidal. Câu lạc bộ Italia sẽ trả cho Barcelona 1 triệu euro biến phí. Sau thất bại thảm hại trong mùa giải vừa qua, Barcelona đã sớm điền tên Arturo Vidal vào danh sách thanh lý. Họ muốn đẩy tiền vệ người Chile ra đi để giảm bớt gánh nặng tiền lương. Chính vì vậy, Deutsche Welle đã chấp nhận bán Vidal cho Inter với mức giá gần như cho không. Tại Giuseppe Meazza, Arturo Vidal sẽ tái hợp với ông thầy cũ Antonio Conte, cả hai đã từng có khoảng thời gian thành công tại Juventus. Sporting vừa đưa ra thông báo đã thay đổi tên học viện của đội bóng này thành Academia Cristiano Ronaldo nhằm tôn vinh những đóng góp của Ronaldo cũng như lấy anh làm tấm gương cho những tài năng trẻ khác noi theo tại Sporting. Một người con trai tài giỏi đã xây dựng nên một ngôi nhà, và ngôi nhà này cũng là nơi chấp cánh để giúp Cristiano Ronaldo vươn ra toàn thế giới. Anh là cầu thủ xuất sắc nhất khi có đến 5 lần giành quả bóng vàng, đeo băng đội trưởng tuyển quốc gia, từng vô địch Euro và cả UEFA Nations League. Do đó, đội bóng sẽ lưu danh muôn thuở biểu tượng bóng đá vĩ đại nhất làng túp cầu. Đó sẽ là nguồn cảm hứng cho những cầu thủ trẻ. Học viện sẽ đi theo vận mệnh của cái tên mới, là nơi chấp cánh và ươm mầm để biến những cầu thủ trẻ nơi đây đi theo con đường mà Ronaldo đã vẽ nên. Xin chúc mừng Cristiano Ronaldo trong suốt chặng đường của anh ấy. Cảm ơn Ronaldo vì những sự nỗ lực, sự cống hiến, sự tận tâm và vinh quang. Trích thông báo của Sporting. Theo dự kiến, Gareth Bale sẽ thi đấu trận đầu tiên cho Tottenham Hotspur trong màn đỏ sức về West Ham, trận derby thủ đô vào hôm 17 tháng 10 sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, Jose Mourinho hy vọng Gareth Bale có thể ra sân vào hôm 3 tháng 10, ngày mà Spurs sẽ đụng độ Manchester United ở Premier League. Tôi không biết khi nào thì Gareth Bale có thể trở lại. Điều duy nhất tôi biết là động lực của cậu ấy rất lớn. Gareth Bale rất hạnh phúc khi được trở về với câu lạc bộ đã nằm sâu trong trái tim của cậu ấy. Cậu ấy rất vui khi được chơi bóng cho chúng tôi. Ngoài ra, Mourinho cũng khẳng định Tottenham vẫn cần thêm tiền đạo, bất chấp đội bóng vừa mới đã bại Southampton 5-2 vào cuối tuần qua. Daily Mail và Sun Sport đều đồng loạt đưa tin câu lạc bộ tân binh Leeds United muốn chi mộ Daniel James từ Manchester United. Đội chủ sân Alan Rowe chuẩn bị gửi lời đề nghị trị giá 12 triệu bảng để hỏi mua cầu thủ chạy cánh người Wales. Huấn luyện viên Marcelo Bielsa đã để mắt đến James từ lâu. Cầu thủ sinh năm 97 thậm chí còn suýt gia nhập Leeds United trong kỳ chuyển nhượng đầu năm 2019 với giá 10 triệu bảng. Tuy nhiên, Swansea đã thay đổi ý định vào giờ chót vì cho rằng mức giá mà Leeds đưa ra là quá rẻ. Vài tháng sau, thiên nga đen đồng ý bán Daniel James cho Man United để thu về 17 triệu bảng. Mùa trước, anh đã ra sân tổng cộng 46 lần cho Quỷ Đỏ, ghi được 4 bàn thắng. Thương vụ Luis Suarez chuyển tới Atletico Madrid bất ngờ gặp trục trặc dù đang truyền thông đưa tin liên tục trong 24 giờ qua. Theo tìm hiểu, tác động từ phía chủ tịch Jose Maria Bartomeu có thể khiến cho tiền đạo 33 tuổi không thể gia nhập đội bóng của Diego Simeone và thậm chí nhiều câu lạc bộ lớn khác tại châu Âu. Phóng viên Alfredo Martinez đưa tin từ Onda Cero tiết lộ trong thỏa thuận thanh lý hợp đồng của Luis Suarez có một điều khoản đặc biệt không cho phép tiền đạo này chuyển tới Manchester United, Manchester City, Real Madrid và PSG theo dạng chuyển nhượng tự do. Giờ đây, chủ tịch Bartomeu muốn thêm cả Atletico Madrid vào danh sách này. Nếu như ý định chuyển tới Atletico tiếp tục đổ bể, Suarez sẽ phải ở lại Barca, phóng viên Alfredo Martinez cho hay. Với thành tích thi đấu tích cực ở cúp châu lục năm 2019, bóng đá Việt Nam đã cải thiện đáng kể số điểm trên bảng xếp hạng các câu lạc bộ châu Á. Nhà vô địch V-League 2020 Hà Nội FC số đạt quyền vào thẳng vòng bảng AFC Champions League mà không phải thi đấu vòng playoff như hơn 10 năm qua. Bên cạnh đó, AFC cũng sẽ phân bổ thêm cho các đại diện Việt Nam thêm 2 suất tham dự đấu trường thấp hơn đó là AFC Cup. Suất tham dự đấu trường số 2 châu Á được quy hoạch cho đội vô địch cúp quốc gia và đội xếp sau nhà vô địch V-League. Tuy nhiên, do năm nay Hà Nội đã vô địch cúp quốc gia nên 2 suất dự AFC Cup sẽ được căn cứ theo bảng xếp hạng cuối mùa ở V-League.